Dạ thưa sư, nếu mọi thứ đều vận hành do nghiệp, sao vẫn có những trường hợp như 5 tuổi gặp nhiều bất trắc, năm tam tai, trường hợp nhiều người chết vào 5 tuổi của mình? Cái này á, ở trong cái môn học xác suất thống kê á, nó gọi là cái gì ta? Thiên lệch, tức là mình thống kê mình bị thiên lệch, nghĩa là mình chỉ tính những cái trường hợp nào mà nó bị xui rủi trong 5 tuổi thôi. Sư cho quý vị một vài thông tin. Đi vào trong nghĩa trang hoặc là đi vào trong cái nhà cốt của mấy ngôi chùa, thì nếu như quý vị chịu đi và chịu thống kê thì sẽ thấy là mỗi năm thì người ở tất cả các độ tuổi đều có cái hũ hết, đều có hũ cốt hết nha. Năm nay thì năm nay là có bao nhiêu cái hũ cốt ở vô trong chùa, mà trong số đó có bao nhiêu người là rơi vào 5 tuổi, hiếm lắm nha, mà đa số là những cái năm bình thường, tức là năm bình thường họ vẫn chết như bình thường chứ không có chờ tới 5 tuổi họ mới chết. Mà mình thì mình bị cái thiên lệch về xác suất thống kê, cho nên mình chỉ tính những cái người chết ở 5 tuổi thôi. Rồi cái trường hợp thứ hai nhẹ hơn là cái trường hợp bệnh. Đi vô bệnh viện thống kê giùm sư nghe, mỗi một năm độ tuổi nào cũng bệnh hết trơn, bệnh nặng luôn á. Nếu muốn bệnh nặng thì đi vô ung bướu, muốn tai nạn thì đi vô Chợ Rẫy. Độ tuổi nào cũng có hết trơn, mà mình bị cái thiên lệch về thống kê, mình chỉ chọn cái trường hợp tai nạn xui rủi trong 5 tuổi thôi. Mà nếu như quý vị chịu khó thống kê thì quý vị sẽ thấy là cái số người mà rơi vào trong 5 tuổi mà bị tai nạn mà bị chết nè thì nó ít hơn rất là nhiều so với những người mà không có rơi vào những năm đó mà vẫn bị tai nạn và vẫn bị chết. Cái thứ ba là cái số người mà bị tù tội, thì cái đó quý vị có thể thống kê ở các cái trại giam. Thì ở đương nhiên là cơ sở dữ liệu của trại giam nó thuộc về nhạy cảm, cho nên sư không có thể nói nhiều, sư chỉ có một vài thông tin cho quý vị nè. Tức là trong một năm á, thì trại giam trong cả nước nhận các cái trường hợp tù mới là trong hầu như tất cả các độ tuổi, không có chừa một năm nào hết trơn. Cho nên cái số năm mà trùng vô cái 5 tuổi thì rất là ít so với những trường hợp bị bắt mà không có rơi vào 5 tuổi. Mà đương nhiên cái chuyện mình bị bắt thì đó là do cái việc làm ác của mình, chứ mình không thể nào đổ thừa do xui rủi, đây là cái năm tuổi năm tam tai. Cho nên á, trong cái trường hợp này là do quý vị rơi vào cái thống kê mà bị thiên lệch, cho nên là cái sự thống kê của quý vị nó không chính xác. Thành ra là không có cái chuyện 5 tuổi mới gặp bất trắc, năm nào cũng bất trắc nếu như mình làm ác, nếu như quả ác trổ nha. Còn già bệnh chết tai nạn vân vân, năm nào cũng có, năm nào cũng bị hết, chứ mình đừng có nói 5 tuổi mới bị mà năm thường không bị, chuyện đó không có ha. Rồi không biết Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ gì về vấn đề này hay không? Dạ, kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị. Ở đây á, tôi thấy rất là nhiều vị Phật tử, hay thậm chí là mình chưa là Phật tử. Ở Việt Nam mình thường hay hiểu chưa đầy đủ về cái chữ mà gọi là nghiệp, thưa quý vị. Mà đa phần á, mà khi mà chúng ta mở miệng ra, chúng ta nói từ nghiệp á, cái từ nghiệp thì mình đều nghĩa là giống như một phản xạ tự nhiên vậy đó, hình thành một cái tâm lý tự nhiên vậy đó, là nghiệp. Khi mà nói từ nghiệp đó tức là đang nói các nghiệp không,
đang nói cái gì, những cái mà ác nghiệp nó xảy ra nó làm cho mình đau khổ về mặt thể xác và đau khổ về mặt tinh thần đó, có nghĩa là cái nghiệp đó, nó chỉ nghiệp là tiêu cực, nhưng mà thật sự đó, nếu nói đúng thì đúng tinh thần và tâm tại cái điểm Bali, cái chuyên nghiệp này nó là chung tính thưa vị. Tại vì sao? Tại nghiệp nó có thiện bất thiện thưa vị, chứ không phải là mình hiểu là nói gì tới nghiệp là cứ cứ là những cái tai tai họa này nó ập tới nên làm cho mình đâu. Đúng không? Còn ở đây á, cái cách trả lời Đức Thanh Tuệ á, thì sư hoàn toàn đồng ý quan điểm đó. Còn ở đây sư gợi ý thêm nha, gợi ý thêm cho quý vị hiểu rõ. Ngoài việc á, quý vị nên nên học cái nên nghiên cứu thêm về cái chuyên nghiệp bằng nhiều nguồn tài liệu, giống như là cái quyển vận hành của nghiệp á của ngài Bóc đó, một cuốn nhân cuốn quả đó. Thì khi bị đọc hai cuốn này thật sự thì đánh giá đó cực kỳ hay, thì vị sẽ hiểu rõ thêm cái chuyên nghiệp này, quý vị sẽ tự trả lời được cho mình câu hỏi này là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái vấn đề mà quý vị hỏi là những trường hợp gọi bất trắc tâm tai đó, gọi chết bất đắc kỳ tử này, kiểu như vậy nè, thì để còn hiểu rõ hơn nữa, để hiểu rõ hơn chi tiết hơn nữa, thì quý vị đọc cho sư trong cái tài liệu gọi là Milinda Vấn Đạo, bản dịch của ngài Tỳ Khưu Huynh Đá Chanh Đá, thì có cái phần mà ông vua Milinda, ông mới hỏi ngài Nagasena về những cái hạng người á, mà gọi là thế nào là chết đúng thời và thế nào mà những hạng người chết không đúng thời đó, thì vị sẽ hiểu rõ hơn và mình sẽ có chánh kiến ha. Được rồi, sư nói rõ, mình củng cố chánh kiến, có chánh kiến đúng đắn hơn. Đó là cái lời khuyên sư. Tại vì sao mà lại sư không có phân tích chi tiết ra cho quý vị? Tại vì thực sự phân tích chi tiết câu hỏi này nó mất thời gian, rất thời gian quý vị, cần nhiều thời gian, thực sự cần rất nhiều thời gian để cho quý vị hiểu. Và bản thân quý vị hiểu hiểu giống như đọc qua những tài liệu mà sư ý thì nó sẽ hay hơn, kiến thức đó nó thấm sâu vào vào trong cái đầu quý vị hơn. Và cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.